Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đồ Câu Trường Tiến nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu tất cả cô chú anh chị một lô máy 7 Nhật. Thì cái lô máy này em bán đồng giá 150 ngàn một máy nha. Giá em bán này chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển của máy thì từ 30 đến 40 ngàn một đơn. Thì anh em lấy 3, 1, 2, 3, 4, 5 máy gì nó vẫn là một phí cước là 30 đến 40 ngàn một đơn hàng nha. Rồi, em giới thiệu tất cả cô chú anh chị con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên này là con máy hộp dịch, đổi tay trái phải đều được nha. Made in Japan. Con này nó quay như máy đứng nha. Có phần quay khá là ok. Con này cước số 2 được 60m, 3 được 40m nha. Mã số 1 giá 150. Mã số 1 giá 150 ngàn. Đây qua ST10. Số 1 này giá 150 ngàn. Tay số 2 này là một con máy Aikada. Máy Aikada này là máy của Trung Quốc nha, hàng bãi về mà của Trung Quốc. Tay quay bên phải, không đổi tay được nha, tay quay bên phải. Con này sử dụng 10+1 mặt đạn nè, ghê chưa. Em không biết nó đúng không, ở ghi đây 10+1 nè. Gato của nó 3.6. Con này máy Aikada nha. Gạt cái này xuống là xả cước nè. Quay à. Gạt cái này xuống xả cước. Quay. Máy Aikada nha. Aikada nó khác với máy ly. Máy ly nó khác. Máy ly là máy dĩa bự, máy dĩa tròn. Máy Aikada là máy dĩa nhỏ. Nhưng máy Aikada thì cái bo của nó nè, nhìn nó lỏng, nó nhỏ hơn là cái của thằng Apple. Và mã số 2 nha. Mã số 2 giá 150. Số 2 giá 150 ngàn. Số 3. Số 3 này là con Shuta DF40, size tương đương size 2.5. Gato của nó là 4.6 nha. Gato nó 4.6. Made in Korea, ta quay đôi. Thân nồi ta quay đều bằng carbon. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Gạt cước ngon lành luôn. Cước 3 đường 170m, 4 đường 120m nha. 6 vô được 70m. Đó, mã số 3. Số 3 giá 150. Mã số 3 giá 150 ngàn. Tới mã số 4. Số 4 này là con Shuta FG30, size nó size 2000 nha. Made in Korea. Gato 5.0 nha. Cước 2 vô được 110m, 3 được 75m. Thân nồi tới quay đều bằng carbon hết. Carbon pha nha. Đưa chuột sử dụng rất ok luôn. Mô bình sống. Gạt cước ngon lành. Chiếc đuôi là cứng nồi nha. Đó. Nhả đuôi là nhẹ nồi. Quay rất là êm. Chế độ 2 chiều. Qua chế độ 1 chiều. Ngoại hình máy này còn khá đẹp. Rồi mã số con này là mã số 4 nha, giá 150. Số 4 là giá 150 ngàn. Số 5. Số 5 là con Shimano Tomoro SS500 nha. Size mini, size 500. Con này bị mất cái tem ruo đây. Thân nồi carbon, tay quay kim loại, mô bin sống. Cước số 2 được 70m, 3 được 50m nha. Made in Korea. Con này thì quay nó hơi rít nha. Anh em về thấy vô dầu vô mỡ. Mô bin sống. Gạt cước ngon lành luôn. Em chỉ là chùi rửa rồi đó. Con này chưa vô dầu. Chế độ 2 chiều. Qua chế độ 1 chiều nha. Ngoại hình nói chung còn khá là ok. Đó, mã số 5 nha. Số 5 giá 150. Thế mã số 6. Số 6 này là con Shuta FG30. Size nó tương đương là size 2000. Made in Korea. Rato của nó là 5.0. Cứ số 2 được 110m. Số 3 được 75m nha. Thân nồi ta quay đều bằng carbon pha hết. Quay rất là êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành luôn. Mô bình sống. Mùng sống siết đuôi nữa sẽ cứng cái nồi nha. Ngoại hình con này khá đẹp. Rồi mã số này mã số 6 giá 150.
số 6 giá 150. Cái số 7. Số 7 này là một con Spin Master lông cát nha, size tương đương size 4000 á. Cước 5 đường 170m, 6 đường 140m, 8 đường 110m nha. Made in Korea, thân nồi ta quay đều bằng cọc alpha hết. Size tương đương 4000, quay khá là nhẹ. Ngoại hình con này nói chung là có chày nha, không đáng kể đâu, có chày. Rồi mã số này mã số 7 nha. Số 7 này giá 150. Số 7 này giá 150.000. Rồi tới mã số 8. Số 8 này là một con Ryobi Carbon Nat 2, size tương đương với size 2000. Made in Taiwan. Thân nồi carbon tay quay kim loại nha. À, tay quay carbon luôn. Thân nồi carbon tay quay carbon. Gato 4.3. Cước 2 như được 180m, 3 được 120m, 4 như được 80m nha. Quay khá là ngon, êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô bình sóng, gạt cước ngon lành luôn. Con này mã số nó mã số 8 nha, giá 150, mã số 8 giá 150.000. Rồi tới mã số 9. Mã số 9 này là một con ZB10 Spatpin, size nó tương đương size 1500 nha, Made in Korea. Thân nồi ta quay đây là bằng carbon pha, quay khá là nhẹ. Bộ bình sóng nha. Gạt cước ngon lành luôn. Cước số 1.5 được 200m, 2 được 130m, 3 được 90m nha. Chế độ 2 chiều. Qua chế độ 1 chiều. Rồi mã số là mã số 9 nha. Số 9 giá 150. Cái mã số 10. Số 10 nào con Shimano Tomoro SS2000, size 2000. Một bình sóng, Made in Korea. Kato 4.2, cước 2 được 200m, 3 được 140m, 4 được 100m nha. Thân nồi bằng carbon ta quay kim loại. Con này quay nó hơi nặng tay nha. Gít gít anh em có thể về vô dầu vô mỡ nha. Con này em làm biến vô dầu em mới bán cái 150, với em vô dầu em gu hết rồi em bán 180 nha. Mô bình sống, gạt cước ngon lành luôn. Đó, quay hơi gít. Anh em quay hơi gít nha. Rồi mã số này là mã số 10 giá 150. Số 10 này giá 150.000 nha. Tới mã số 11. Số 11 này con Shimano Tomoro SS1000 luôn, size 1000. Cước 2 được 160m, 3 được 110m, 4 được 90m, Made in Korea. Thân nồi carbon ta quay kim loại nha. Con này cũng hơi rít nè. Quay nó hơi rít rít nha. Mô bình sóng, gạt cước ngon lành luôn. Ngoại hình nói chung là có chày nhưng không đáng kể nha, còn khá là ok á. Gato 4.2. Rồi mã số này mã số 11 giá 150 nha. Mã số 11 giá 150.000. Tới mã số 12. Số 12 này con Powerpin 550, size nó tương đương là size 4000 nha. Cước 3 được 220m, 4 được 165m nha, 5 được 125m. Made in Korea. Thân nồi ta quay đều bằng carbon pha hết. Quay rất là êm, mô hình sống. Chế độ 2 chiều. Qua chế độ 1 chiều. Gạt cước ngon lành luôn. Ngoại hình này khá đẹp nha. Vô lăng sáng đẹp luôn. Vô lăng khá là ok á. Mã số này là 12 giá 150. 12 giá 150.000 nha.
Thế mã số 13. 13 này là một con Super Butler 30GD. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay carbon luôn nha. Quay rất là nhẹ. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô bin sống. Gạt cước ngon lành luôn. Ngoại hình con này nói chung còn khá là đẹp nha. Khá ok, ở đây có nồi có chày nha. Phô lăng có hơi bị tan tí nha, nhưng câu kéo ngon lành, gạt cước ngon lành luôn. Rồi, mã số 13 giá 150. Số 13 giá 150.000. Số 14 này là một con Daiwa Sportline ST700. Size nó size 700 nha. Gạt cước ngon lành luôn. Qua lò xo nó hơi yếu một tí. Đó, lò xo nó hơi yếu một tí nha. Anh em gật lại lò xo nó hơi yếu nè. Lò xo nó hơi yếu nha cô chú anh chị. Con này made in Japan. Thân nồi carbon tao quay kim loại. Quay rất là nhẹ luôn, chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô bin sống. Quay hình này xấu nha, xấu. Rồi mã này là 14 giá 150. Tới 15. 15 này con Gully 4000, size nó tương đương là size 5000 của Shimano đời mới giờ nha. Rato 4.3, cước 4 200m, 50 đường 150m, made in China, hàng Trung Quốc xuất nhập. Nồi nhựa thân carbon, tay quay cũng bằng carbon luôn, quay rất là êm. Nồi nhựa hỗn hợp nha. Đó, quay rất là êm luôn, chế độ 2 chiều. Rồi quay chế độ 1 chiều. Bô bin sống. Gạt cước ngon lành luôn. Ngoại hình con này nói chung còn khá là ok nha. Khá ok, khá đẹp á. Thân máy nó nhỏ gọn nè. Phơm nó gọn. Đó, mã số 15 nha, giá 150. 15 giá 150.000. Cái mã số 16. Mã số 16 này là một con Excellent. Cứu số 3 vô đường 140m, 4 đường 120m, 5 vô đường 100m nha. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay carbon luôn. Vô lăng sáng đẹp nha. Vô lăng khá ok á. Có một cái đường khuyết nhẹ nè, không ảnh hưởng nha. Câu kéo ngon lành, anh em thấy không? Đó, có một đường khuyết nhẹ nha. Gạt cước ngon lành luôn, size tương đương 3000. Quay khá là êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô bin sống. Ngoại hình con này nói chung là có chày nha. Ngoại hình có chày. Rồi mã số con này là 16 nha, giá 150. 16 giá 150.000, 150.000. Tới 17. 17 là con Siêu Ta EF40, size tương đương 3000. Cước 3 được 170m, 4 được 120m nha, made in Korea. Thân nồi ta quay bằng carbon hết. Quay khá là nhẹ. Mua chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Mô bin sống. Ngoại hình con này nói chung là có chày. Có chày. Nhưng không đáng kể nha. Vô lăng sáng đẹp nè. Vô lăng trên đây nó hơi khuyết nè. Nhưng mà nó là dòng trên nha. Không ảnh hưởng đâu, câu kéo ngon lành. Rồi mã số này là 17 giá 150. 17 giá 150.000. Tới 18. 18 này con Shimano Tomoro SS1000 nha, size tương đối tương đương size 1000, made in Korea. Thân nồi carbon ta quay kim loại. Con này quay cũng nó hơi rít nha. Mấy dòng Shimano này em không có chùi dầu nên hơi rít. Anh em về vô dầu vô mỡ nha.
gạt cước ngon lành luôn. Gà tô nó 4.2, cước 2 được 160m, 3 được 110 thì 10m, 4 được 90m nha, quay hình đẹp. Quay hình đẹp nha. Mô bin sống. Và mã số này là 18 giá 150. 18 giá 150. Tới 19. 19 này con Siuta FT40 size tương đương là size 2.500 nha, 2.500. Cước số 2 được 170m, số 3 được 120m, số 4 được 100m nha, made in Korea. Thân nồi carbon, ta quay carbon luôn nha. Ra to của nó 4.6. Quay rất là nhẹ, êm, chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô bin sóng. Gạt cước ngon lành. Quay hình đẹp nha. Rồi mã số con này là 19 giá 150. 19 giá 150.000. Tới mã số 20. 20 này con Siuta BG35, size tương đương size 2.500 luôn. Made in Korea. Radio 4.6 nha. Cước 2 được 150m, số 3 được 90m, số 4 được 70m. Vậy con này tương đương size 2.000. Tại cái máy đua chuột cái chiều ngày nó bự, em tưởng 2.500. Chạy lên ga size này tương đương 2.000 nha. Quay rất là êm. Thân nồi carbon, ta quay carbon luôn. Chế độ 2 chiều, 1 chiều nè. Đó, đua chuột sử dụng tốt nha. Đó, siết đuôi là cứng nồi. Gạt cước ngon lành luôn. Quay hình đẹp. Rồi mã số con này là 20 giá 150. 20 giá 150.000 nha. Tới 21. 21 này là một con Benzel IC1000, size tương đương nó là size 3.000 nha. Cước số 2 được 200m, số 3 được 165m, số 4 được 110m. Made in Korea. Thân nồi ta quay được bằng carbon pha hết, quay khá là nhẹ. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Mô bin sống. Gạt cước ngon lành luôn. Quay hình con này nói chung còn khá là đẹp. Quay hình khá đẹp nha. Đó, mã số con này là 21 giá 150. 21 giá 150.000 nha. Tiếng 22. 22 này là một con này con gì đây? Daiwa GS900, size tương đương là size 3.500. Nó lớn hơn 3.000, nhỏ 4.000, made in Japan nha. Made in Japan, con này bị lỗi, lỗi là mất cái nắp chụp bóp lấy cái nồi ra nè. Nhưng mà nồi nó vẫn chạy bình thường nha. Đó, nồi vẫn siết chạy bình thường, chỉ có mất cái nút bóp lấy nồi ra thôi. Vô lăng sáng đẹp mà. Vô lăng đây nó dính sình đất cát, dính cứng ngắc à. Rồi em lấy cái này em cài cài cho anh em xem. Anh em về chùa gửi nha, con này em bán rẻ cho cô chú anh chị 150. Chứ con này nó còn cái nắp đó, em bán con này bè cũng phải 250. Đó. Cà ra là nó sẽ bóng cái vô lăng lại. Quay khá là ok nha. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Quay hình con này nói chung là xấu, chày, te, tua. Đổi tay trái phải cũng được nha. Rồi mã số con này là 22 giá 150. 22 giá 150.000. Tới 23. 23 này một con Tactics Android Devilbin DS30. Size con này tương đương là size 4.000 nha. Cước 3 được 220m, 4 được 165m, 5 được 125m. Made in Korea. Thân nồi ta quay đều bằng carbon pha hết. Quay rất là nhẹ. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô bin sống. Vô lăng sáng đẹp nè. Gạt cước ngon lành luôn.
Ngoại hình con này khá là ok nha. Và mã số con này là 23 giá 150 nha. 23 giá 150 ngàn. 23 giá 150 ngàn. Nhìn kia này. Yeah. Rồi tới mã 24. 24 này con Diamond. Diamond 2001 nha. Size nó tương đương size 1000 thôi. Máy mini. Nồi nhôm. Thân carbon tay quay kim loại, mô bin sóng nha. Mô bin sóng. Cốt máy nha. Quay rất là nhẹ. Chế độ 2 chiều. Và chế độ 1 chiều. Ngoại hình con này nói chung có chạy nha, size mini. Con này không tới ngàn, size con này tương đương khoảng tầm 700, size 500, 700 thôi chứ không size nhỏ, size nhỏ xíu rồi, không lớn đâu. Size nhỏ nha. Đó, mã số này 24 giá 150 nha. 24 giá 150 ngàn, tay quay dặn ốc. Đó, đúng rồi, tay quay dặn ốc nha. Anh em siết tay, tay dặn ốc lại thôi. Đó, 24 giá 150 ngàn. Tới 25. 25 này một con tắc tiết Android Super Butter. Size tương đương size 1500 nha, Gato 4.3. Cước 1.5 đường 180m, số 2 đường 110m, số 3 đường 75m, Made in Korea. Thân nồi ta quay được bằng carbon pha hết. Quay rất là nhẹ. Mô bin sóng nha. Vô lăng sáng đẹp mà. Gạt cước ngon lành luôn. Ngoại hình con này còn khá là ok nha. Đó, mã số này là 25 giá 150. 25 này giá 150 ngàn nha. Tới 26. 26 này là một con Daiwa Carbon Printer 700. Size 1500, Made in Taiwan. Thân nồi carbon ta quay kim loại nha. Quay khá là nhẹ. Mô bin sóng. Gạt cước ngon lành luôn. Ngoại hình con này khá đẹp nha. Khá đẹp. Chế độ 2 chiều. Quay rất là ok luôn. Còn quay nhẹ tưng rồi nha. Cước số 2 vô được 150m, 3 được 100m, 4 được 75m nha. Đó, mã số này là 26 giá 150 ngàn. 26 này giá 150 ngàn nha. Tới 27. 27 nó còn Ryobi Carbon Master 2000, size 2000. Mô bình sóng, nồi xoay không kêu nha. Radio nó là 5.1. Cước 2 được 220m, số 3 được 160m, số 4 được 110m nha. Made in Hồng Kông. Thân nồi carbon, tao quay kim loại, tao quay nó hơi xấu nha. Tao quay chày nhiều. Quay rất là nhẹ. Quay rất nhẹ luôn. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô bình sóng, vô lăng, đồng vô lăng đá sứ nha. Gạt cước ngon lành luôn, quay hình đẹp. Rồi, mã số con này là 27 giá 150. 27 này giá 150 ngàn. Rồi, cô chú anh chị lấy cái mã số máy cứ alo trực tiếp cho bên em nha. Rồi, em cảm ơn tất cả cô chú anh chị.